Hôm nay, 13 tháng 8, thêm hơn 1 triệu liều vaccine về Việt Nam. Tháng 8 và tháng 9 sẽ về tiếp hơn 12 triệu liều. Sáng nay, ngày 13 tháng 8, hơn 1 triệu liều AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua VNVC sẽ về đến Việt Nam. Trong tháng 8 và tháng 9 sẽ tiếp tục về trên 12 triệu liều vaccine từ các nguồn. Theo nguồn tin trên, hôm nay sẽ có 2 lô vaccine COVID-19 với tổng số hơn 1 triệu liều sẽ về đến Việt Nam. Đây là vaccine trong số 30 triệu liều do Bộ Y tế mua thông qua VNVC. Trước đó, phát biểu trong phiên họp ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết trong 2 tháng, tháng 8 và tháng 9, sẽ về hơn 12 triệu liều vaccine từ các nguồn. Dự kiến, vaccine sẽ về gồm trên 10 triệu AstraZeneca, thêm 2 triệu liều Pfizer và có thể có thêm. Trong số này, có 670.000 liều vaccine COVID-19 phát tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Theo Bộ Y tế, 670.000 liều này sẽ về vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Ngoài ra, Hungary cũng tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine COVID-19 và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh để chống dịch. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, đã có thêm 2 bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đi vào hoạt động tại TP.HCM, Bình Dương, gồm các bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu, Bình Dương, với 437 giường hồi sức cấp cứu cho các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 3 bệnh viện khác phụ trách. Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phú Nhuận, TP.HCM, quy mô 350 giường bệnh. Bình Dương hiện là địa phương có số ca COVID-19 cao thứ hai cả nước. Với cơ sở hồi sức cấp cứu mới, các y bác sĩ tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch để giảm tối đa số ca không qua khỏi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện sẽ ở Bình Dương đến khi kiểm soát được dịch COVID-19. Bà con khỏe mạnh, chúng tôi mới về. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 12 tháng 8 đến 6 giờ ngày 13 tháng 8, Hà Nội ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 ca tại khu cách ly và 8 ca tại cộng đồng. Trong số này có 4 ca dương tính phát hiện từ sàng lọc người ho sốt tại cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân là nam 28 tuổi ở Hà Đông làm nghề giao hàng tại khu vực Thanh Xuân, ngày 12 tháng 8 có sốt nhẹ, đi khám tại bệnh viện 103 và xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân là nữ 33 tuổi ở Thanh Trì được lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm cho người nguy cơ cao ngày 12 tháng 8. Bệnh nhân nữ 27 tuổi ở quận Hai Bà Trưng đau đầu, sốt từ ngày 10 tháng 8. Bệnh nhân nam 69 tuổi đi chăm người nhà tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm sàng lọc cũng có kết quả dương tính. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch từ ngày 27 tháng 4 đến nay của Hà Nội là 2.044 ca COVID-19, trong đó số ca ghi nhận tại cộng đồng là 1.137 ca. Hiện đang là cao điểm xét nghiệm diện rộng tại Hà Nội. Hà Nội đặt mục tiêu xét nghiệm 1,3 triệu mẫu bằng PCR. Đến nay đã lấy trên 225.000 mẫu xét nghiệm từ nhóm có nguy cơ cao.